chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao của chúng tôi quý khán giả hãy bấm đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức bóng đá 24 giờ qua bây giờ chúng ta hãy đến với tin chính của bản tin ngày hôm nay công phượng ghi bàn u23 việt nam thua hải phòng chiều ngày mùng 7 tháng 6 u23 việt nam có trận đấu tập với câu lạc bộ hải phòng trên sân lạch chay ngoài nhân sự u23 việt nam Huấn luyện viên Philippe Chusie còn sử dụng thêm các cầu thủ của tuyển Việt Nam không ra sân trong trận giao hữu với Hong Kong Trung Quốc như Công Phượng, Văn Toàn, Việt Anh. Nhằm giúp hai đội có nhiều sự thử nghiệm, trận đấu chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp đấu kéo dài 30 phút. Huấn luyện viên Philippe Chusie muốn kiểm tra kỹ phong độ của các cầu thủ nhằm chuẩn bị cho trận gặp Syria ngày 20 tháng 6 tới. Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không có sự phục vụ của hai tiền vệ là Triệu Việt Hưng và Lương Xuân Trường vì chấn thương. Bước vào trận đấu, Hải Phòng là đội chủ động chơi tấn công và có bàn mở tỷ số do công của Hữu Sơn. Sau đó, cũng chính cầu thủ này nâng tỷ số lên 2-0, lập cú đúp cho riêng mình trong trận đấu. Bàn thắng duy nhất của U23 Việt Nam do công của Công Phượng. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Hải Phòng. Trước đó, ở trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Hồng Kông, tiền đạo người Nghệ An không được đăng ký thi đấu. Với những gì đã thể hiện, nhiều khả năng Công Phượng sẽ được sử dụng ở trận giao hữu với Syria trên sân Thiên Trường ngày 20 tháng 6 tới. Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam cần thêm số trận đấu để tính toán, phát hiện, điều chỉnh nhằm tìm ra bộ khung thích ứng tốt với triết lý chơi bóng tấn công. Do vậy, huấn luyện viên Philippe Chuciet tận dụng tối đa những trận giao hữu như với câu lạc bộ Hải Phòng để cầu thủ hiểu rõ ý đồ chiến thuật, qua đó dễ dàng triển khai lối chơi một cách mạch lạc hơn. Với sự góp mặt của một số đàn anh trong danh sách U23 Việt Nam đã triển khai lối chơi kiểm soát bóng gần tương tự màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu với đội Hồng Kông. Tuy nhiên, với hầu hết cầu thủ chưa có thời gian dài tập luyện cùng nhau, toàn đội đã không có kết quả như ý. Trước đó, U23 Việt Nam đá giao hữu với câu lạc bộ Công an Hà Nội hôm 14 tháng 6 và thua với tỷ số 0-2. Sau trận đấu này, các tuyển thủ Việt Nam sẽ chờ đợi được lựa chọn đá giao hữu với Syria vào ngày 20 tháng 6 tới các cầu thủ U23 Việt Nam không còn thêm trận đấu nào. Từ giờ đến vòng loại U.23 châu Á 2024 diễn ra vào tháng 9 tới, các cầu thủ phải rất nỗ lực để ghi điểm với ban huấn luyện. Một thông tin không thể vui hơn với người hâm mộ và đội tuyển Việt Nam. Với chiến thắng trước Hong Kong Trung Quốc, tuyển Việt Nam tạm thời tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng của chúng ta được cộng thêm 3,4 điểm, qua đó tăng một bậc lên xếp hạng 94 thế giới. Vị trí này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuet có lợi thế trước vòng loại World Cup 2026. Nếu chúng ta giữ vững top 18 châu Á, những chiến binh sao vàng sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 2 và tránh được những đội bóng mạnh ở châu lục. Một thành tích cực kỳ thuận lợi cho tham vọng World Cup phía trước. Đây là vị trí tạm thời của chuyên trang Football Ranking xếp hạng FIFA theo ngày. Các vị trí sẽ thay đổi sau lượt trận còn lại trong FIFA Days tháng 6. Như vậy thứ hạng của tuyển Việt Nam được quyết định sau trận gặp Syria tới đây. Chỉ cần chúng ta có kết quả hòa, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục được cộng điểm. Trận đấu này là thử thách cực lớn với đoàn quân của huấn luyện viên Chu Xie. Ở trận gặp Hồng Kông, dù thắng nhưng tuyển Việt Nam chưa cho thấy một lối chơi có nhiều nét mới và tích cực. Cuộc đọ sức giữa tuyển Việt Nam và Syria diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 trên sân vận động Thiên Trường Nam Định. Liệu huấn luyện viên Philippe Chussier sẽ tìm ra bộ khung nào để nghênh chiến với đối thủ cứng cựa Tây Á? Hiện trong tay huấn luyện viên Chusie vẫn còn một loạt những gương mặt đáng chú ý đang nóng lòng được thể hiện ở trận đấu trên sân thiên trường sắp tới. Có thể kể ra những cái tên như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Tiến Dũng, Nhâm Mạnh Dũng, Bùi Văn Đức, Châu Ngọc Quang, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Lâm Tì Phồng. Xét về năng lực chuyên môn, những cái tên vừa nhắc không thua kém những cầu thủ đã được trao cơ hội ra sân ở chiến thắng trước Hồng Kông Trung Quốc. Bài toán của nhà cầm quân người Pháp là đi tìm bộ khung chuẩn cho đội tuyển Việt Nam nên việc thử nghiệm, thậm chí sử dụng đội hình mới sau từng trận là cũng là điều tất yếu. Có thể trước Syria, huấn luyện viên Chusier sẽ chỉ giữ lại một vài trụ cột quan trọng đã thi đấu ở trận trước, kết hợp với những cầu thủ chưa có cơ hội ra sân để tạo thành bộ khung mới cho đội tuyển Việt Nam. Từ màn thể hiện của các học trò thông qua hai trận đấu giao hữu này, Huấn luyện viên Chu Ci cùng các cộng sự sẽ có những đánh giá tổng quan về lực lượng hiện có của đội tuyển Việt Nam. Từ những thu thập có được, ông thầy người Pháp sẽ chọn ra được bộ khung ưng ý nhất và những nhân tố phù hợp với triết lý xây dựng lối chơi của mình dành cho đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu vừa qua, việc Văn Thanh, trụ cột quan trọng dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo hay Công Phượng, Văn Toàn, những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài bất ngờ bị nằm ngoài danh sách đăng ký khiến nhiều người đặt dấu hỏi và càng ngạc nhiên hơn khi huấn luyện viên Chu Xie quyết định trao cơ hội cho những tân binh hay các cầu thủ trẻ lứa U23 như Tiến Anh, Văn Khang, Tuấn Tài, Văn Tùng để chám vào vị trí mà các đàn anh để lại. Thực tế, việc ông Chu Xie cất công phượng, Văn Toàn hay nhóm cầu thủ kể trên cũng đơn thuần là vì lý do chuyên môn. Văn Toàn, công phượng, những cầu thủ mới trở về từ Hàn Quốc, Nhật Bản hội quân cùng toàn đội, chỉ có 2-3 buổi tập nên cần thêm thời gian để hòa nhập, thích nghi với triết lý lối chơi mà ông Chousie xây dựng cho toàn đội. Bên cạnh đó, với quân số hơn 30 cầu thủ, bao gồm cả nhóm hai vẫn đang duy trì tập luyện. Nhà cầm quân người Pháp sẽ tiếp tục đánh giá, cân nhắc lựa chọn, trao cơ hội cho những gương mặt mới trong trận giao hữu tiếp theo gặp Syria vào ngày 20 tháng 6 tới đây. Ngoài những tính toán về chuyên môn, việc đăng ký lực lượng khác nhau cho hai trận giao hữu liên tiếp cũng là cách mà ông Chousie tạo thêm áp lực, động lực cho các học trò cần phải cố gắng hơn để lọt vào danh sách thi đấu. Đây rõ ràng là con tính hợp lý của vị chiến lược gia kỳ cựu này bởi hiện tại, trong tay ông đang là một lực lượng cầu thủ dồi dào, có chất lượng tương đối đồng đều, bao gồm cả các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam. Ở trận gặp Hồng Kông, huấn luyện viên Chu Xie mới sử dụng tổng cộng 17 cầu thủ, trong đó có 11 người đá chính và 6 cầu thủ dự bị vào sân thay người. Điều đó cũng đồng nghĩa, vẫn còn hơn chục gương mặt nữa chưa có cơ hội ra sân thể hiện và nếu muốn được ông thầy người Pháp đặt niềm tin ở trận Syria, nhóm cầu thủ này, bao gồm cả những trụ cột quan trọng suốt những năm qua của đội tuyển Việt Nam như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Tiến Linh, sẽ phải nỗ lực hết sức trong các buổi tập sắp tới nhằm ghi điểm với huấn luyện viên Chuchier. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.